hay ta là một mảnh ghép không tách rời. Tâm đầu ý hợp, tâm đầu ý hợp. Tức hình Lâm Vi Dạ chào mừng khán giả đang đến với chương trình Tâm đầu ý hợp. Chương trình được phát sóng vào lúc 21:10 tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây và Promotion thực hiện. Dạ dạ, có cái thông tin này anh muốn hỏi em nè. Dạ. Anh muốn biết coi cái quan điểm của em làm sao. Dạ, thông tin dạo này ở trên mạng xã hội đó, giới trẻ đang bàn tán về một cái thông tin là người ta đang khuyến khích động viên các bạn trẻ hãy kết hôn trước 30 tuổi. À, em có biết thông tin này. Cá nhân em thấy á thì cái điều đó nó cũng cần thiết. Bởi vì phụ nữ ở cái độ tuổi trước 30 thì sẽ tốt hơn cho việc sinh em bé. Đó. Lúc em kết hôn là bao nhiêu tuổi? 20 thôi anh ạ. 20 sớm vậy hả? Dạ. Và em thấy là khi mà em sinh con sớm như vậy thì thứ nhất là phụ nữ mình dễ lấy lại vóc dáng nhanh nè, rồi có sức khỏe để chăm con. Và ngày hôm nay cặp đôi xuất hiện đầu tiên đó chính là Lực Trần, Trâm Anh, xin mời. Và cặp đôi thứ hai đó chính là Thanh Quốc Trúc Đào. Xin được chào mừng hai cặp đôi ngày hôm nay đã đến với chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Chúng ta đang có hai cặp đôi thuộc thế hệ Gen Z đúng không? Rất là trẻ trung và năng động. Rồi, bây giờ các bạn sẽ tự giới thiệu về bản thân mình ha. Mời cặp đôi bên này. Dạ, lời nói đầu tiên thì cho em xin phép được gửi lời chào đến anh Đức Thịnh, chị Lâm Vĩ Dạ, bạn Lực Trần, bạn Trâm Anh cũng như là quý vị khán giả đang xem chương trình ạ. Em tên là Nguyễn Thanh Quốc và nghệ danh của em chính là Karen ạ. Dạ, còn em tên là Trương Thị Trúc Đào, còn nghệ danh của em là Simi ạ. Ủa sao? Simi. Thấy quen quen ha. Ủa? Cái này chơi rồi, chơi hôm bữa phát rồi, hôm bữa chơi với người khác. Ủa, được không ta? Được luôn hả? Dạ, dạ. Ủa, không xưng có nhanh vậy? Dạ không có, dạ người trước là chị gái của em ạ. Dạ là Sang Huy Đào ạ. Dạ lần trước là chị gái của em, còn đây là em ạ. Dạ. À, mà sao giống nhau, chị em giống nhau quá vậy em? Dạ là chị em sinh đôi ạ. À, lần chị trước là Sammy, còn này là Simi. Dạ. Simi, chưa gì anh đã nghĩ sai người ta rồi, thiệt tình. Thấy bây giờ giới trẻ nhanh quá. Thiệt, mới phát tập 1 này chưa hết mùa mà đã thay người mới rồi. Hết hồn. Hết hồn, hết hồn. Mời Lực Trần, Trâm Anh. Dạ, em chào anh Đức Thịnh, em chào chị Lâm Vĩ Dạ, chào hai bạn. Em xin được tự giới thiệu, em tên là Lực Trần ạ. Năm nay em 23 tuổi, hiện tại thì đang là một diễn viên. Còn đây là bạn gái của em. Dạ, em xin chào tất cả mọi người, em tên là Trâm Anh. Hiện tại thì em đang làm một KOL ạ. Ủa? À, không, lần đầu này, lần đầu. Lần đầu, lần đầu. Lần đầu. Hết hồn nữa. Bị liệu bên kia. Mới chơi lần đầu đúng không? Tưởng chơi với người khác nữa chưa hết hồn. Xin mời Karen và Simi, tụi em hãy nói thêm một chút xíu về nghề nghiệp của mình cho tất cả mọi người biết. Xin giới thiệu với tất cả mọi người, hiện tại em đang làm một công việc đó chính là sáng tạo nội dung ạ. Dạ, em cũng như bạn Nam, lại hai tem làm chung ạ. Dạ. Vậy thì cơ duyên nào mình biết đến nhau và yêu nhau? Nếu mà nói về cơ duyên á thì để em nói cho, bởi vì nó cũng khá là đặc biệt, là bởi vì bọn em quen nhau ở trên mạng xã hội. Em biết bạn từ 2014. Nhưng mà em chính thức được làm việc với bạn là 2017. Và trong cái quá trình mà bọn em làm việc cũng như là trao đổi với nhau á, thì tự nhiên em bị nảy sinh tình cảm. Và bọn em đã chính thức quen nhau từ 2018 tới giờ, tức là đã 5 năm rồi ạ. Wow. Trời ơi, tuổi trẻ bây giờ nhanh ha. Mỗi thế hệ có một cái hay ha. Rồi, chúng ta sẽ đi vào chương trình ha. Tâm đầu ý hợp có 3 vòng thi. Mỗi vòng thi có 3 câu hỏi để cho các cặp đôi so độ tâm đầu. Sau 3 vòng thi, cặp đôi nào có số trùng khớp cao hơn sẽ giành chiến thắng. Vòng 1 này sẽ là sân chơi dành cho hai bạn trai. Hai bạn gái sẽ phải vào trong phòng chờ. Hai bạn trai ở đây sẽ trả lời 3 câu hỏi từ chương trình. Sau đó thì hai bạn gái quay trở lại so sánh đáp án với bạn trai mình. Đáp án trùng khớp mang về cho đội mình 5 điểm. Bây giờ thì xin mời hai cô gái vào trong. Giờ cho anh hỏi Lực Trần nè. Dạ. Anh tò mò muốn biết một cái bạn trẻ như em, thì em nhìn về phụ nữ á,
Em có nghĩ giống anh không? Phụ nữ rất là rắc rối. Rắc rối à? Em thì em thấy không rắc rối mà em thấy đáng yêu nhiều hơn ạ. Tại em nghĩ là bạn nữ nào cũng sẽ làm nũng mình, cũng sẽ cần được mình quan tâm và cần mình dành thời gian cho những bạn nữ đó, thì em thấy khá là đáng yêu. À, thế còn Karen? À, đối với em thì phụ nữ hay là kể cả là bạn gái của em cũng thật sự là không khó hiểu tới như vậy. Riêng em á thì em lại thấy là phụ nữ họ cần một cái sự quan tâm, cũng như là cần một cái sự ân cần. Đôi lúc á có thể là họ sẽ tỏ ra kiểu hơi khó hiểu hay là làm nũng trước mặt bản thân mình á. Nhưng mà cái mà thực sự họ cần á cũng chỉ đơn giản là một cái xoa đầu thôi. Cho nên là em nghĩ là phụ nữ thực sự cũng đôi lúc cũng không phức tạp tới như vậy. Rồi vô câu hỏi số 1 nha. Câu hỏi số 1: hành động nào của người yêu khiến bạn 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều? Thì em thấy mấy bạn con gái rất là hay, rất là đáng yêu ở một chỗ đó là khi mà mình đang làm việc, người yêu em thì sẽ ra kiểu đòi em với bạn ấy chơi cùng nhau. Nhưng mà ví dụ em đang bận làm việc thì bạn ấy sẽ cứ ra ỉ ôi xong rồi nũng nịu mà em mà không để ý một xíu thì sẽ hay kêu là anh chán em rồi à, sao anh không muốn chơi cùng em nữa, sao anh không quan tâm em các thứ. Mặc dù mình đang rất là bận nhưng mà mình vẫn phải cố. Đúng rồi, dạ. Vẫn phải cố mà chơi gì đấy. Dạ không, nghĩa là dành thời gian xem phim. À giải trí. Dạ, à? Đúng rồi, giải trí ạ. Nói chung là rủ rê chơi đùa đúng không? Chơi đùa. Người ta đang làm việc mà rủ rê chơi đùa. Rủ xem phim nó chơi rồi chơi đùa. Nói chung là làm phiền mình đúng không? Ý là đang làm việc mà bạn gái rủ đi giải trí. Sao nó nhiều nghĩa quá. Tôi nói rất là trong sáng, đi giải trí chứ tôi không bảo là đi xả chén. Nói chung là đang làm việc thì cô ấy lại làm phiền, cô ấy rủ rê mình đi làm một cái việc gì đó. Dạ đúng rồi. Để mà vui vẻ. Sao tôi càng đang làm việc rủ đi vui vẻ sao mà đó. Rồi vậy thì em chốt đáp án đi. Em nghĩ là đáp án của em sẽ là nũng nịu, ỉ ôi và sẽ có câu là anh chán em rồi à. Rồi, còn em? Đối với em thì em nghĩ là nó sẽ hơi khác một chút xíu. Đôi lúc em cũng cảm giác là tình yêu của mình không biết nó có lạ quá không ta. Bởi vì những cái như kiểu giống như là làm nũng hay là mè nheo á thì đó là những cái nó cơ bản quá. Nhưng mà có một cái mà người yêu em làm mà em rất là khó chịu. Đó chính là người yêu bắt em dọn phòng của người yêu em. Thực sự là em là một người sống rất là gọn gàng. Và mỗi lần em vào bên trong phòng là người yêu của em sẽ kiểu: Kai ơi, dọn phòng giúp Sim đi mà Kai ơi. Và em phải lặp lại cái điều đó rất là nhiều lần trong bao nhiêu năm nay rồi. Nhưng mà thực sự là em vẫn sẽ làm. Bởi vì là nếu mà người yêu của mình không thay đổi được cái điều đó thì mình sẽ là người thay đổi cái điều đó. Em luôn muốn cho phòng của bạn gái em lúc nào cũng sẽ sạch sẽ và thơm tho. Cho nên là đáp án của em đó chính là dọn phòng ạ. Dọn phòng giúp bạn gái. Dạ. Ở đâu mà xin được cặp gái ngon lành vậy trời? Xin thôi. Anh ơi, là anh chạy từ trên lầu xuống lấy đồ, lấy đạc, đồ đi mua này mua kia. Bà em là anh ơi, là chạy như dọn phòng. Thôi biết vậy đó tôi để anh gái cho rồi. Coi như là xong hai cái đáp án của câu 1 ha. Câu số 2: người yêu giống mẹ bạn nhất ở điểm nào? Cho chị hỏi người yêu có giống mẹ không em? Dạ có một vài điểm ạ. Điểm nào giống mẹ nhất? Điểm giống mẹ em nhất thì em nghĩ là hay cằn nhằn. Hay cằn nhằn đúng rồi. Nói nhiều ấy ạ. Giống như kiểu mình nói mình một vấn đề xong mình đã nghe rồi nhưng mà mình ok. Nhưng mà xong cứ nói hoài, cứ nói tiếp xong mình đến mức là mình phải cáu lên là anh đã nghe rồi mà. Thì mới thôi. Nói chung là rất hay cằn nhằn. Mẹ cũng hay cằn nhằn, cằm ràm mình vậy. Dạ đúng rồi, mẹ em cũng cũng hay nói. Ví dụ như là cái vấn đề mà lấy vợ. Chứ lần nào mà gọi điện hỏi thăm con trai cũng sẽ hỏi là cuối năm mẹ có được ăn cưới không? Hay là bao giờ thì mới cho mẹ bế cháu đây? Nói chung là nói miết luôn ạ. Mình cho đáp án là gì nhỉ? Là hay cằn nhằn. Hay cằn nhằn. Nói nhiều, cằn nhằn. Và người yêu em giống mẹ em ở một chỗ đó chính là cũng hay cằn nhằn và nói nhiều. Một cái vấn đề một khi mà đã nói rồi á thì bạn sẽ giải thích ra rất là nhiều. Nhưng mà nó cũng cùng là một nghĩa. Đúng rồi. Tại vì sợ chưa hiểu hay sao á cho nên là muốn nói đi nói lại hoài. Từ sáng tới tối là một vấn đề, thật ra chỉ cần nói có 20 giây thôi. Không phải, tại vì thấy nói rồi mà chưa thay đổi á, nghĩ là chưa hiểu. Một ngày của cô Thúy nói chuyện thì bằng tổng thời gian anh nói chuyện một tháng. Thật ra số phụ nữ đều có cái tính đó. Tại vì họ nhìn thái độ của mình á. Dạ đúng rồi. Có nghe không vậy? Không nghe đúng không? Nói lại kiểu vậy đó. Rồi vậy là xong câu hỏi số 2 đúng không? Và với câu này thì các bạn có chung một đáp án ha, là nói nhiều và cằn nhằn. Câu hỏi số 3: việc gì
chỉ người yêu bạn mới dám làm. Kiểu là đây là nói một cái thứ đặc biệt, chỉ có cổ mới dám thôi. Còn em mà hỏi anh Đạt câu này, anh Đạt sẽ trả lời đó là lấy anh. Cái chuyện vậy mà em còn dám làm. Dám làm. Có chuyện gì mà em sợ đâu. À, em nghĩ là bạn gái em bản lĩnh đó, là bạn ấy sẽ sẵn sàng đối diện hết với những cái việc gì mà khó khăn tới bạn ấy. Bạn gái em đã giải quyết được rất là nhiều rồi. Và mỗi lần mà nhìn thấy những cái điều như thế thì em đều cảm thấy là ồ, người bạn gái của mình thật sự là rất là bản lĩnh và rất là... Nghĩa là bình tĩnh trước những khó khăn. Dạ đúng rồi. Để chốt đáp án đi. Bình tĩnh giải quyết tất cả mọi khó khăn. Ừ, Karen. À, đối với em á thì cái này nó sẽ hơi đặc biệt một chút xíu, đó chính là bạn gái của em chịu thay đổi. Em đang nói về mọi khía cạnh trong cuộc sống luôn, từ tình yêu cho tới công việc hay là tới những mối quan hệ. Em là một cái người rất là ngại thay đổi, em rất là ngại để tiếp cận một cái thứ gì đó mới. Nhưng mà riêng bạn gái của em là một người rất là chịu thay đổi, một người có thể sẵn sàng dừng lại chậm một bước để tiến lên ba bước. Bạn gái em luôn là một cái người cố gắng ở trong công việc rất là nhiều, và khi mà bạn ấy thấy một cái vấn đề gì đó đã bị cũ rồi, đã bị lỗi thời rồi, bạn ấy sẽ thay đổi. Bạn ấy rất là chịu thay đổi rồi. Và đáp án của em đó chính là chịu thay đổi, làm mới bản thân. Cái đó không phải ai cũng có được. Đúng rồi, đúng rồi. Nhiều người người ta không quen cái chuyện đó. Như anh Đạt là ví dụ thay đổi cái gì đó đột ngột quá là anh không thích nghi được. Không thay đổi đâu. Chúng ta đã trải qua ba câu hỏi cùng với hai chàng trai. Bây giờ thì xin mời hai cô gái quay trở lại sân khấu. Nãy giờ biết bạn trai mình nói gì về mình không? Dạ không. Nói xấu à chị? Trời ơi, bao nhiêu cái thầm kín bấy lâu nay chưa được nói, đem ra đây nói hết trơn hết trời. Cái bóp bóp xin hết rồi. Ráng lừa gì đâu mà tật xấu quá. Quá trời quá đất. Bởi vậy tôi đẻ hai đứa trai là chính xác. Bé là được cái là ngăn nắp rồi. Ngăn nắp. Gọn gàng. Rồi mình đến với câu hỏi số 1 luôn ha. Hành động nào của bạn khiến anh ấy 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều? Rất quen luôn. Rất quen luôn. Chỉ đơn giản thôi. Em thích ở cái phần so đáp án lắm. Bởi vì á, lúc đó mình sẽ thấy được là phụ nữ ta nghĩ khác, đàn ông người ta nghĩ đúng khác. Đúng rồi, mà thường thường là phụ nữ nghĩ là đàn ông sai. Bây giờ cứ trả lời đi, sai là tại ông kia. Đúng, theo cái ý của mình á. Bên đây có chưa? Dạ có. Rồi trả lời đi. Dạ, nếu mà em nghĩ là chắc sẽ đào ồn ào nói nhiều ạ. Ồn ào nói nhiều đúng. Cái đó là mới bất lực thôi, còn nuông chiều chỗ nào? À, nuông chiều là vẫn phải chịu đựng ạ. Vẫn phải chịu đựng thôi. Dạ. Dạ, thực sự là em là một người nói rất là nhiều, nhưng mà bạn trai em là không thích tiếng ồn, ghét ồn ào. Nhưng mà em là một đứa kiểu hoặc bác cứ nói hoài. Trong lúc bạn trai em bảo thôi im lặng xíu đi, xong em vẫn nói. Đúng rồi, đây là một khía cạnh nữa. Dạ. Giờ cho đáp án là ồn ào và nói nhiều ạ. Ồn ào nói nhiều. Dạ. Mời em cho đáp án. Dọn phòng, xin lúc nào cũng kêu ca dọn phòng á, nhớ không? À, có. Rất là tiếc với câu hỏi đầu tiên này thì các bạn chưa trùng khớp cho nên là chưa có điểm. Em nghĩ là bình thường tụi em hay chọc nhau là anh chán em rồi hả? Thôi là cũng hay kêu là thôi em chán anh rồi. Em hay đòi hỏi. Em hay đòi hỏi. Nũng nịu. Nũng nịu. Nũng nịu đòi hỏi. Đúng rồi, gần giống đáp án rồi đó. Bây giờ chốt đáp án nào. Vậy em chốt đáp án là nũng nịu. Nũng nịu. Chúc mừng các bạn đã mang về cho mình 5 điểm. Mà sao mình cứ thích nũng nịu ngay lúc người ta đang làm việc vậy? Để bữa nào anh Đạt đang làm việc chị tới chị nũng nịu thử coi. Anh chán em rồi hả? Anh sợ em. Không phải chán, anh sợ. Được chưa? Câu số 2. Bạn giống mẹ anh ấy nhất ở điểm nào? Em nghĩ thôi nha. Em nghĩ là cái tính em giống mẹ của người yêu em là em hay nói nhiều và hay cằn nhằn. Nói nhiều và cằn nhằn. Em thử thấy em có nói nhiều không? Dạ có. Có hả? Một việc gì đó mà làm mà không vừa ý em á thì em sẽ hay nói tới thôi, chứ không có phải kiểu bỏ qua. Dạ.
Hay nhắc lại. Hay nhắc lại. Ví dụ em sai á thì không nói được em, nhưng mà chỉ cần bạn trai em sai thôi á là em sẽ sai lại như vậy, sẽ làm như vậy như vậy như vậy. Nghe ví dụ em mà hỏi ngược lại là ủa thế lúc em làm như thế thì sao? Nhỏ nhen. Xong rồi. Đàn ông đâu nhỏ nhen quá vậy? Sao anh hơn thua với em thế? Trời ơi. Y chang bài là thí luôn. Nhưng mà đúng mà. Rồi bây giờ cháu đáp án là cằn nhằn, nói nhiều ạ. Rồi mời cho đáp án. Chúc mừng các bạn đã mang về cho mình thêm 5 điểm. Simi có câu trả lời chưa? Dạ. Suy nghĩ. Dạ theo nghĩ là hiền với lại là dạ em nghĩ chắc là hiền ạ. Hiền. Hiền. Giống mẹ nhất là ở chỗ hiền. Dạ cũng hiền. Ít nói. Cũng ít nói luôn. Ít nói luôn. Tại vì hiền ta đâu có nói nhiều. Đúng rồi. Mời sao đáp án. Đáp án của chúng ta đó chính là nói nhiều. Và Sim hay cằn nhằn. Sim hay cằn nhằn cay lắm á. Sim hay nhắc nhở cay á. Ủa có hả ta? Có mà. Cụ thể là hay nhắc nhở việc gì nè? Ví dụ như là bình thường em thức tới 4-5 giờ sáng á, mà em phải gọi điện cho em bảo là đi ngủ đi, trời sao thức khuya hoài vậy. Hoặc là em hay ăn đêm á, thì bạn cũng bảo rằng là ăn đêm mập và hại cho sức khỏe lắm mà. Cái đó thì người ta không nghĩ đó là cằn nhằn. Mặt cái đâu nghĩ là cằn nhằn đúng không? Cái đó gọi là gì? Cái đấy nhắc là nhở. Nhắc nhở thôi ạ. Vâng, và với câu hỏi này thì các bạn vẫn chưa trùng khớp cho nên là chưa có điểm. Không sao, mình vẫn còn một câu nữa. Một câu nha. Cứ mỗi một lần khảo sát là mình hiểu nhau nhiều hơn. Ví dụ có không khớp cũng không sao nữa. Đúng rồi, quan trọng là mình hiểu nhau hơn. Câu hỏi số 3 ha. Việc gì chỉ bạn mới dám làm? Em nghĩ là có một cái mà bạn nam sẽ ngưỡng mộ ở em, đó chính là em là một người rất là tích cực và em luôn vui vẻ. Bạn cho em rất là nhiều nỗi buồn trong người và em thì một người là luôn tích cực, thì mỗi lần bạn ấy nhìn em vui thì bạn ấy cũng vui lây ạ. Dạ. Rồi, như vậy là tích cực, lạc quan đúng không? Dạ. Mời em cho đáp án. Chiều thay đổi làm mới bản thân. Sao đâu khi mà. Rồi và rất là tiếc với câu hỏi này thì các bạn vẫn chưa trùng khớp cho nên là chưa có điểm. Không sao, còn đến 2 vòng chơi nữa chắc chắn sẽ có điểm. Trâm Anh. Dạ. Câu hỏi chị đọc lại nha. Việc gì chỉ bạn mới dám làm? Kiểu giống như là một đức tính như là có là người phụ nữ của gia đình và chăm sóc gia đình. Là người phụ nữ của gia đình. Là người phụ nữ của gia đình. Quá hay. Quá tuyệt vời, ngưỡng mộ chứ. Trời, đàn ông thích cái tính đó lắm à. Thích cái mẫu người như vậy. Còn gì tuyệt vời hơn nữa. Nào, chốt đúng không? Chăm sóc cho gia đình. Ủa, em có bình tĩnh giải quyết khó khăn đâu. Ồ, anh thấy em hay bình tĩnh mà. Trời ơi, em có bình tĩnh giải quyết khó khăn đâu. Thế là anh nhầm với ai à? Thì cái này là quan điểm của bạn trai. Bạn lại thấy em có một sự bình tĩnh. Chắc đó là do góc nhìn của em. Thì em góc thấy nhìn. Bạn ấy hay bình tĩnh trước khi mọi thứ nó bùng nổ hay là gì đó. Em có thấy bạn là mẫu phụ nữ của gia đình không? Em có. Em mà. Quên mất cái đó. Tại nãy em cứ suy nghĩ một cái gì đó sâu xa hơn. Một cái gì đó bản lĩnh thực sự. Là em không nghĩ tới cái đó. Okay. Nhưng mà cái này đúng. Ok. Và với câu hỏi này thì các bạn không trùng khớp đáp án cho nên là không có điểm. Kết thúc vòng 1 thì số điểm của hai đội như sau. Carol và Simi tạm thời chưa có điểm. Lực Trần và Trâm Anh tạm dẫn trước với số điểm là 10 điểm. Chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội để có thêm điểm ở hai vòng thi sau. Và bây giờ trước khi đến với vòng 2 thì xin mời khán giả giải lao, trong ít phút chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Tâm đầu ý hợp.
Chào mừng quý vị đang đến với vòng 2 của chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Vòng 2 này sẽ là sân chơi dành cho hai cô gái. Hai chàng trai sẽ phải vào trong phòng chờ. Hai cô gái đây sẽ trả lời 3 câu hỏi từ MC. Và sau đó thì hai chàng trai quay trở lại so sánh đáp án với bạn gái mình. Đáp án trùng khớp mang về cho đội mình 10 điểm. Bây giờ thì xin mời hai chàng trai vào trong. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên ở vòng 2. Câu số 1: món quà nào người yêu tặng khiến bạn ú òa? Là thích đúng không? Ú òa luôn. Thích cực kỳ luôn đúng không ạ? Khi nào em cũng bất ngờ hết giờ sao chị? Vậy luôn hả? Cái món đầu tiên là cái gì? Đầu tiên thì là hoa, xong rồi nấu ăn cho em. Thì em kiểu em cũng bất ngờ. Cái thứ hai thì tặng một chỉ vàng cho em, xong tặng một con gấu bông. Ra em thích thế nào? Tại thật ra thì cái lần thứ hai thì em cũng không hẳn là thể hiện là wow, thích dữ lắm, mà em hơi khó chịu bởi vì bạn ấy nói dối em để đi mua quà xong rồi tặng quà. Thì em không biết, thôi hay là thôi cứ chọn chỉ vàng đi ạ. Đã nói vòng vòng mà cũng chỉ vàng thấy không? Đi vòng vòng mà cũng về chỉ vàng. Hai món đúng không chị? Không, mình nói chỉ vàng đi để ảnh nghĩ là mình thích cái điều đó, mốt ảnh làm hoài. đúng không? Dạ. Lát nữa vô là em phải ôm rồi nha. Em phải chỗ, bộ đó em hạnh phúc lắm. Em cảm thấy bất ngờ, tuyệt vời lắm. Ok. Khi mà thấy một chỉ vàng, mình sao cho 2 chỉ, 10 chỉ. Rồi chỗ đáp án là hình như mới tặng 2 chỉ đúng không? 2 chỉ luôn hả? Dạ. Chứ phải 1 chỉ hả? Em nhớ lộn. Vàng với gấu bông được không chị? Vàng với gấu bông, được luôn. Dạ. Rồi. Okay. Đáp án là vàng và gấu bông. Mời Simi. Thật ra thì bạn nam tặng gì cũng thích chờ đó, chị từng tặng lên vui rồi. Nhưng mà riêng em thì trong tất cả ngày lễ thì em chỉ cần tặng quà thôi. Nhưng mà nếu mà bảo em thứ thích nhất là một là hoa, hai là gấu bông, ba là gấu bông đáng yêu thôi ạ. Dạ, chỉ vậy thôi là em vui lắm rồi. Cụ thể một món khiến bạn bất ngờ nhất? Dạ, một món bất ngờ là gấu bông ạ. Em rất là thích gấu bông ạ. Vừa đó là gấu bông kiểu gì? Dạ, gấu bông đáng yêu được. Dạ, bởi vì là bạn nam cũng hay tặng gấu cho em á. Em nghĩ em sẽ chốt là gấu bông và những thứ đáng yêu ạ. Nghĩa là khi mà nhận những món đó em đều wow hả? Dạ, em lúc nào cũng wow hết chứ. Kể cả nó chỉ là một cái móc khóa thì em cũng wow luôn ạ. Wow. Dạ, rồi chốt vào gấu bông và những thứ đáng yêu. Dạ. Câu số 2: bạn sẽ cho người yêu ra đảo nếu anh ấy .. Trâm Anh có đáp án không? Dạ, em nghĩ là nhắn tin sau lưng em đi. Nhắn tin với con gái khác sau lưng em? Dạ, nhắn tin với những người con gái khác sau lưng em. Là em sẽ giận luôn? Dạ, em giận. Mà em không biết, kiểu như là giấu em á chị. Tức là bất chấp cái tin đó là tin gì? Nếu mà công việc thì sao? Công việc thì cũng phải cho em biết. Còn nếu mà nhắn tin với người con gái khác mà không cho em biết? Không cho em biết, dạ. Là giận liền? Dạ, đúng rồi, hợp lý. Trời, em dữ quá chị ha. Không, vậy bình thường em. Vậy dữ vậy? Vậy bình thường. Em phải thấy chị với lại vợ anh Thịnh này em mới thấy em hiền. Tôi vừa để tay đêm phím thôi là đã giận rồi. Chưa nhắn được. Chưa mà. Mình chốt đáp án là? Dạ, nhắn tin với bạn nữ mà giấu em. À, bữa này. À, trời, em hơi khó xử câu này lắm bởi vì là thực sự từ trước giờ em cũng không bao giờ giận bạn ấy á. À, em hình dung thôi, bạn ấy chưa làm mấy cái chuyện đó đúng không? Nhưng mà nếu bạn ấy làm cái gì mà làm em giận dữ lên được? Chị nghĩ là câu này hay á, để cho bạn ấy biết và bạn ấy né luôn cái điều đó. À, dạ. Em nghĩ chắc là nói dối ạ. Nói dối? Có từng nói dối chưa? Dạ cũng có, nhưng mà toàn mấy chuyện lặt vặt thôi em nghĩ chắc là. Nhưng mà em vẫn điên. Dạ vâng, em nghĩ chắc là nói dối ai cũng sẽ không thích điều đấy. Nên em nghĩ là chắc là sẽ là nói dối ạ. Nói dối, hợp lý luôn. Rồi câu số 3 luôn ha. Câu này nó hơi tương lai chút xíu. Đó là dự định chung của hai bạn để xây dựng tổ ấm sau này. Dự định chung của tụi em thì chắc là tụi em sẽ muốn có một căn nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, và sau này nữa thì sẽ tiếp theo sẽ là một chiếc xe hơi. Dạ, có nhà có xe. Simi. Dạ, dạ của em cũng
khá tương tự chị ấy ạ, là tụi em sẽ ở tương lai thì tụi em hy vọng là trước khi tụi em cưới nhau thì sẽ có nhà, thì sau đấy là sẽ là có xe và sau đấy cũng sẽ đi du lịch ạ. Hai tụi em cực kỳ thích đi du lịch luôn ạ. Rồi, có nhà, có xe, đi du lịch. Dạ. Chúng ta đã trải qua ba câu hỏi cùng với hai cô gái. Bây giờ thì xin mời hai chàng trai quay trở lại sân khấu. Hai anh bước ra như nhóm nhạc thần tượng vậy đó. Bây giờ việc của các em là làm sao để trả lời cho trùng khớp và lấy 10 điểm về cho mình mỗi câu hỏi. Hồi nãy hai cô gái nói là mấy câu này dễ. Dễ à? Chắc chắn luôn là mấy anh nha, trả lời rất là khớp. Hồi hộp với ta. Không khớp nữa thì không biết nói sao luôn. Không khớp nữa là thôi cho ra đảo luôn. Rồi bây giờ sẽ là câu hỏi số 1 ha. Món quà nào bạn tặng khiến người yêu ú oà? Quà em hay tặng nhiều quà cho bạn gái á, để xem nào. Có cái món gì mà vừa tặng là bạn gái wow. Nếu mà nói về món quà mà em hay tặng cho bạn gái em á thì cũng nhiều lắm, nhưng mà cái món quà mà bạn gái em thích nhất luôn á thì em nghĩ là gấu bông. Gấu bông. Gấu bông. Mỗi lần tặng gấu bông thì cái cảm xúc của bạn gái lúc đó như thế nào? Bạn gái sẽ kiểu tỏ ra rất là dễ thương, kiểu cảm ơn ca nhiều nha. Mà đặc biệt đó là hầu như là những cái con gấu bông mà ở bên trong phòng của bạn đó là em tặng hết luôn. Phòng của bạn chắc cũng phải có cả chục con gấu bông luôn. Mình tặng xong mà mình tự dọn dẹp luôn đúng không? Dạ, gấu bông tùm lum đúng không? Dạ đúng luôn rồi. Hay, hợp lý quá trời. Mời sao đáp án. Gấu bông. Gấu bông và những thứ đáng yêu, nhưng mà có gấu bông là trùng khớp rồi. Chúc mừng các bạn mang về cho mình 10 điểm. Mời đội bên này. Em nghĩ là lần gần đây nhất là sinh nhật của bạn gái em. Và em có lừa bạn ấy một xíu. Và em ra ngoài em đi mua quà, mặc dù là đã qua cái ngày sinh nhật đó rồi. Xong rồi em đi mua vàng. Mua vàng? Bao nhiêu vàng? Bữa đó mua bao nhiêu vàng? Mua 3 chỉ. 3 chỉ? Hình như có tặng 2 chỉ không em? 2 chỉ luôn. Mà bữa đó là mua 3 chỉ chắc chưa? Dạ chắc ạ. Mấy lúc tặng là tặng đúng 3 chỉ không? Dạ tặng đúng rồi. Kỳ quá ta. Không, thực ra là gần 3 chỉ nhưng mà em làm gần tròn lên đấy. Gần 3 chỉ. 2 chỉ 99. Em không nhớ 2 chỉ mấy nhưng mà gần 3 chỉ là một chiếc dây chuyền. Dạ. Nhưng mà lần đó thì em về thì em thấy tặng xong thì bạn ấy có vẻ không vui lắm. À, bạn ấy không vui tại vì là em lừa bạn ấy. Tại vì chưa tròn 3 chỉ. Đúng 2 rồi. Chỉ mấy. 3 chỉ rồi chứ không 2 chỉ mấy cho nên không có vui là đúng rồi. Em nghĩ là đáp án của em là vàng và gấu bông. Vàng và gấu bông. Mời sao đáp án. Các bạn đã mang về cho mình 10 điểm. Hồi nãy cổ nói có 2 chỉ nhưng mà cái món vàng là cổ khoái nhất. Ôi dồi ôi, em sướng điên luôn chị ạ. Tuyệt vời. Lần sau là cứ vàng mà làm tới. Cổ nói mà em mà tặng vàng cho cổ là sẽ không bao giờ cổ giận em hết. Thật sự. Nhớ chưa? Dạ, em sẽ ghi nhớ. Rồi, câu hỏi số 2 ha. Người yêu sẽ cho bạn ra đảo nếu bạn... Giận lắm không? Giận lắm nhưng luôn. Mà chưa đi đâu. Giận lắm mà chưa đi đâu à? Điên tiết đấy. Điên tiết luôn. Điên tiết không? Ừ, khó quá ta. Khó gì vậy? À, phụ nữ quanh đi quẩn lại có vài chuyện thôi. Em nghĩ là khi mà bạn gái em nghi ngờ em. Nghi ngờ làm gì? Em cũng nghi ngờ về thì em làm gì người ta mới nghi ngờ thì em làm gì cụ thể coi. Nhưng bạn gái em là một kiểu mà nghi ngờ sẽ không thể hiện ra luôn đâu ạ. Sẽ là rất là kiểu bình tĩnh và đúng rồi lâu lâu sẽ hỏi kháy kháy một câu ấy ạ. Xong là mình phải kiểu suy nghĩ là tôi chết rồi, mình có làm cái gì không ta, có cái vấn đề gì nó không ổn ở đây không ta, nhưng mà vẫn rất là không giận dữ hay là gì. Giống như em có những cái tin nhắn mà không có gian xíu xíu mập mờ không, ví dụ chỉ là một bạn
khách hàng thôi, bạn ấy là nữ. Đấy giờ đây là ví dụ, không có cần giải thích. Phải là nữ chứ. Đó là cái hình thức thôi, có nghĩa là mình nhắn tin với một cái bạn nữ nào đó. Đúng rồi. Cô không nói nội dung. Dạ đúng rồi. Nhưng mà bạn này bạn không thấy rõ ràng cái dạ, gì đúng hết. Đúng rồi. Đúng không? Nghi ngờ đó là đó. Tại không rõ ràng nên người ta nghi ngờ, đúng không? À, có chốt đáp án không? Thế thì em xin chốt đáp án là tin nhắn với bạn nữ. Rồi, mời em chọn đáp án. Quan trọng là hai chữ cuối mà giấu. Ôi, không nhiều khi em không có ý giấu thật luôn đấy ạ. Nghĩa là đối với em nó rất là bình thường. Nên không có gì phải nói. Đúng rồi, em không có gì phải nói. Tại vì mình trong sạch mà, mình đâu có cần thiết phải kể ra đâu đúng không? Xong bạn ấy đi qua mà bạn ấy nhìn thấy cái thôi à, chắc kiểu vậy. Nghĩa là mình trong sạch cho nên là mình không báo cáo chứ không phải là mình giấu. Dạ đúng rồi. Nói chung rút kinh nghiệm đi, thí dụ mà em trong sạch đúng không? Dạ. Nhắn tin giùm anh luôn đi trả. Em anh nhắn tin với bạn nữ này nha. Đó em phải nói vậy đó. Sao phải chia luôn. Còn tế nhị hơn nữa là anh trả lời vậy được không em? Đúng không? Và với câu hỏi này các bạn đã trùng khớp mang về cho mình thêm 10 điểm. Tới cài. Chắc sẽ là nói dối. Bởi vì là trước đây em đã từng thực sự là em cũng không hay nói dối lắm đâu. Và đó cũng là cái mà bạn gái em rất là ghét. Bạn gái em rất là ghét những con người gian dối, nói dối à. Và có một hôm em đi, nói chung là kiểu bạn bè lâu ngày không gặp lại á, thì em có đi chơi với lại một bạn và... Nam hay nữ? Dạ nam. Em đi chơi với bạn nam. Và sau đó là em đi cho tới tận sáng luôn. Bạn gọi cho em hỏi là đang ở đâu, thì em bảo là đang ở nhà mà. Tại vì lúc đó bọn em vẫn còn yêu xa á, cho nên là chưa có gặp gỡ nhau nhiều. Và em đã đi chơi tới sáng. Và vô tình trong cái buổi đi chơi đó thì bạn của bạn gái em đã nhìn thấy và chụp lại. Trời ơi. Và gửi cho bạn gái em. Cho nên là em nghĩ rằng là đáp án của em đó chính là nói dối à. Nói dối làm tim đau nhói. Nói dối làm trái tim đau. Rồi Sammy cho đáp án. Wow. Nói dối. Hay gì ta. Chúc mừng các bạn mang về cho mình thêm 10 điểm. Câu số 3 luôn. Dự định chung của hai bạn để xây dựng tổ ấm sau này là gì? Và với câu hỏi này thì cả hai bạn gái đều đưa ra đáp án giống nhau. Một cái dự định chung. Em nghĩ là cái câu hỏi này em sẽ biết. Và nếu mà em không biết nữa thì em nghĩ rằng là nên xem lại mối quan hệ này luôn. Bởi vì em đừng dại dột như vậy. Em gan thiệt. Không ai ép buộc em như vậy đâu. Thật ra là em với bạn gái của em là luôn ngồi với nhau và kể về một cái tương lai xa vời. Có thể là nó cũng hơi sớm một chút xíu nhưng mà thực sự là đó là cái mà bọn em mong muốn á. Bọn em mong muốn rằng là sau này ví dụ như là mình có kiếm được là nhiều tiền á, mình sẽ cùng nhau xây một cái ngôi nhà riêng cho chúng ta, mua xe, chúng ta sẽ sống với nhau thật là hạnh phúc. Nghe nó hơi sớm đúng không ạ? Không có gì đâu sớm, nó thực tế mà. Dạ nhưng mà đó là cái mà em với lại bạn gái của em luôn cố gắng hàng ngày, luôn nỗ lực hàng ngày có thể đến được cái đích đến đó. Cho nên là em nghĩ rằng là đáp án của em đó chính là xây nhà và mua xe. Mua nhà và mua xe tổng lực. Và đáp án thì của em thì cái đầu tiên em nghĩ trong đầu cũng sẽ là xây nhà. Tại có rất là nhiều lần bọn em đi trên đường mà đi với nhau nói về cái vấn đề đó rồi. Xong nói là em thích một ngôi nhà như thế này. Xong anh muốn một ngôi nhà của mình nó sẽ như này. Cái lầu 1 nó sẽ là gì, lầu 2 sẽ là gì và lầu 3 sẽ là gì. Cười hả? Không. Em không được cười hả? Rồi mình chốt luôn không để cùng đưa ra đáp án hả? Dạ, đáp án của em là xây nhà và mua xe. Xây nhà, mua xe. Rồi cả hai đều so đáp án nè. Mời các bạn so đáp án. Có nhà, có xe. Bên kia thêm là đi du lịch nữa. Hay quá. Du lịch là chắc chắn rồi. Với câu hỏi này thì cả hai đội đều mang về cho mình 10 điểm. Xin chúc mừng. Kết thúc vòng 2 thì cả hai đội đang ngang bằng số điểm với nhau là mỗi đội 30 điểm.
Và trước khi đến với nhiều điều thú vị đang chờ đợi chúng ta vòng 3 thì xin mời khán giả giải lao trong ít phút, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Là vòng 3 của chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Ở vòng này chúng ta sẽ có 3 câu hỏi dưới dạng liệt kê, một câu hỏi là 3 đáp án. Với đáp án trùng khớp mình sẽ mang về 5 điểm và tối đa là 45 điểm. Cứ mỗi câu hỏi chúng ta sẽ có 15 giây để trả lời. Và bây giờ là câu hỏi đầu tiên. 3 món đồ mà bạn gái nhất định không xài lại. 15 giây bắt đầu. Khó quá, ta không nghĩ ra luôn á. Ba, hai, một, hết giờ. Chúng ta sẽ so sánh đáp án của Simi và Karen trước. Mời các bạn. Ba món đồ mà bạn gái nhất định không xài lại thì Karen nghĩ là gì anh Thịnh nhỉ? Mặt nạ. Không có mặt nạ. Thứ hai đó là bông tẩy trang. Không có bông tẩy trang. Cái thứ ba đó là khăn giấy. Có khăn giấy. Có hai món không trùng khớp, đó là đồ bị hỏng thì đúng rồi, hỏng mà xài lại chi, hợp lý. Và đầm tiệc, cái dấu hỏi đó là gì? À, em cũng thắc mắc là bởi vì là đôi lúc có những cái đầm em mua về xong mặc đúng một lần xong lần sau nó không mặc nữa. Đầm tiệc và dấu chấm hỏi, và có thể mặc có thể không, không biết được cái số phận của đầm nó như thế nào. Rồi, và với câu hỏi đầu tiên các bạn trùng khớp một đáp án, mang về 5 điểm, xin chúc mừng. Mời Trâm Anh và Trần Lực. Trần Lực thì chọn là khăn giấy, giấy ướt. Không có khăn giấy. Cái thứ hai đó là bông tẩy trang. Không có bông tẩy trang. Cái thứ ba đó là mặt nạ giấy. Có mặt nạ giấy. Và hai cái không trùng khớp đó là hộp giấy và bọc ni lông. Và với câu hỏi này thì các bạn cũng trùng khớp một đáp án, mang về 5 điểm. Chúng ta đến với câu hỏi số 2. Kể 3 hành động của bạn gái chứng tỏ cô ấy đang khó ở. 15 giây bắt đầu. Ba, hai, một, hết giờ. Mời đáp án của Trần Lực và Trâm Anh. Đầu tiên, nếu mà tôi khó ở tôi sẽ im lặng. Biết mà, tôi biết tôi có im lặng. Trùng khớp. Sau khi im lặng là sẽ nhăn nhó. Có càng nhằn có được không? Không, không đúng. Càng nhằn là khó khác, còn nhăn nhó là cái mặt thôi. Sau khi nhăn nhó là tôi hành động mạnh, ví dụ như là tôi dằn mâm trắng chén. Không có. Ở đây là sẽ trả lời tin nhắn chậm. Rồi còn gì nữa? Ở đây là cằn nhằn nói nhiều. Ủa sao lúc im lặng lúc cằn nhằn nói nhiều? Thì bởi vậy. Nó cũng là một hai trạng thái. Hai trạng thái. Qua cái im lặng xong rồi nói rất nhiều. Sao giống như gọi là bị nhiều tính cách đó. Đúng rồi. Vâng, và với câu hỏi này thì các bạn trùng khớp một đáp án, mang về 5 điểm. Mời Simi và Karen. Đầu tiên cũng chọn im lặng. Không có im lặng. Cái thứ hai đó là nhăn mặt. Có nhăn mặt. Cái thứ ba đó là khóc. Có khóc. Có khóc luôn. Và một cái không trùng khớp đó là nhìn liếc. Đã nhăn mặt rồi còn liếc thấy. Liếc thấy nữa. Và với câu hỏi này thì các bạn trùng khớp hai đáp án, mang về 10 điểm. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng. Kể 3 nơi bạn trai đi mỗi khi người yêu giận. 15 giây bắt đầu. Ba, hai, một, hết giờ.
Chúng ta sẽ xem thử là khi mà người yêu giận thì Chiron sẽ bỏ đi đâu. Giận tôi là tôi đi ra ngoài với bạn bè tôi. Đi dạo một mình. Cái hai tên bài hát nè. Tôi đi bạn bè tôi xong rồi tôi đi đâu cũng được. Đi đâu cũng được. Ở đây là về nhà bố mẹ. Ở đây có về nhà. Có về nhà trùng khớp. Có một cái. Và một cái không trùng khớp đó là đi xem phim. Và với câu hỏi này thì các bạn trùng khớp một đáp án mang về 5 điểm. Mời Trâm Anh và Trần Lực. Theo Trâm Anh nghĩ thì Trần Lực sẽ đi nhậu với anh em, chén chú, chén anh. Không có nha. Không có đi nhậu hay lành mạnh vậy? Nếu như vậy thì sẽ đi ra khỏi phòng thôi. Đi ra khỏi phòng. Có đi ra khỏi phòng một lúc thôi. Một lúc thôi, Trần Lực. Và cái thứ ba là đi dạo bằng xe máy. Đi mua đồ. Đi đâu vậy? Đi mua đồ. Đi mua đồ. Đồ thì tao không đi dạo bằng xe máy. Người yêu giận đi mua đồ là đi mua cái gì? Nghe là em giận quá xong em không biết làm gì á, thế em ra ngoài em mua cái gì linh tinh một lúc xong em về. Bên đây là nghĩ người ta đi dạo. Ồ, em lại nghĩ là đi dạo bởi vì về không thấy cầm gì về. À, và với câu hỏi này thì các bạn trùng khớp một đáp án mang về 5 điểm. Kết quả vòng 3 này như sau: Trâm Anh và Trần Lực là 15 điểm, Chiron và Simi là 20 điểm. Trải qua 3 vòng thi thì điểm số của hai đội như sau: Simi và Chiron là 50 điểm, Trâm Anh và Trần Lực các bạn đã mang về số điểm cho mình là 55 điểm. Và với số điểm 55 thì các bạn sẽ nhận được số tiền thưởng từ chương trình là 8 triệu đồng. Xin chúc mừng. Còn Simi và Chiron các bạn sẽ nhận được số tiền thưởng từ chương trình là 5 triệu đồng. Và bây giờ là giây phút mà các bạn dành cho nhau những cái lời nhắn gửi riêng tư. Chứ nắm tay ha. Nắm tay, nhìn nhau, âu yếm, trìu mến. Thực sự là đây cũng là lần đầu tiên mà Kai với Sim lên một cái chương trình để có thể hiểu nhau hơn. Kai chỉ muốn nói là chúng ta đã biết nhau 10 năm rồi, làm việc với nhau rất là nhiều năm qua, yêu nhau 5 năm rồi. Kai hy vọng là chúng ta sẽ cố gắng để một ngày nào đó cả hai cùng bước lên lễ đường và có thể gọi nhau bằng vợ chồng. Được nhá. Simi có lời nào muốn nói với thằng trai mình không? Thì Sim chỉ muốn nói một điều, trong trái tim Sim thì Sim thực sự rất là thương Kai và nhất định trong tương lai Sim và Kai sẽ cùng nhau cố gắng trở nên thật hạnh phúc hơn bây giờ nữa. Quá dễ thương. Trời ơi, tình yêu của thế hệ Gen Z đó anh Thịt. Thực tế lắm nha, dễ thương lắm nha. Cảm ơn các bạn. Mời Trần Lực và Trâm Anh. Các bạn có lời gì muốn nói với nhau không? Nắm tay nhau nào. Đúng rồi. Em muốn cảm ơn chương trình vì đã không cần cảm ơn, không cần. Cho bọn em cơ hội được hiểu nhau hơn. Và có những thứ còn nhiều cái vẫn chưa hiểu hết về nhau. Nhưng mà đa số là mình rất là lắng nghe nhau. Cái đó là điều anh rất là thích. Và mình đã từng đi với nhau, mình nói rất nhiều về những cái dự định trong tương lai. Anh hy vọng là mình sẽ có thể cùng nhau làm được những điều mình đã nói. Ok, mời Trâm Anh. Em không biết nói gì, tại bình thường tụi em thì cũng khá là nhây với nhau á. Để mà nghiêm túc nói ra những cái lời có cánh hoặc là ngọt ngào thì cũng hiếm. Nên là chỉ mong là tụi mình sẽ bước tiếp được với nhau lâu dài. Ok, I love you. I love you. Cảm ơn các bạn. Ngày hôm nay xin được cảm ơn hai đội chơi đã đến với chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ chương trình. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chúng tôi là 21 giờ 10 phút tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
xoay có lớn, đi một vòng ta vẫn tìm về nhau. Ta là một mây ghép không tách rời, tâm đầu ý hợp. Chúng ta hiểu nhau bao nhiêu, sẽ phải đi qua. Bản thân em là một mẹ đơn thân trước khi mà em yêu Danny, cho nên em có một cái sự tự ti nhất định. Khi mà Diệp có một cái sự toxic nào đó thì Diệp rất là nhạy cảm với những cái đó, và lúc đó là Diệp sẽ cần em nhất. Em xin cảm ơn anh Trường đã nhường nhịn yêu thương em suốt thời gian vừa qua. Em cũng rất là thương anh, em cảm ơn anh.